hai chào cả nhà. Thì hiện tại Thi Lê với lại cậu Dũng đang chuẩn bị đưa con bé Boy qua phòng khám nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy đứng từ xa thôi thì Thi Lê không có dám quay gần, tại vì những cái hình ảnh mà phản cảm á không thể mà đăng lên YouTube được cả nhà. Đó thì cả nhà thấy bây giờ hôm qua cộng đi xích quá dài mà Thi Lê đã cắt ngắn để sợ sể cần cổ đứt cổ của bé luôn cả nhà. Bây giờ là Thi Lê sẽ chở bé qua phòng khám Kim Sơn nha cả nhà, để chụp thuốc mê để phẫu thuật lấy cộng đi xích ra. Boy con. Mày Boy. Mày Boy hả? Boy với Mai Boy. Đâu, tên là Mai Boy hay cái gì Boy đó. Hôm qua hỏi ổng mà. Thật nghiệp ghê luôn á. À, giờ dây xích nó ăn nửa cổ luôn rồi. Trời ơi, giờ chụp hay vậy ta. Boy, nên con Boy. Ờ, chủ đặt tên là Boy nước ngoài á. Chủ đặt tên Boy mà không có thương. Rồi, biết không, có hai con á. Con kia mới chết mấy ngày nay rồi, chặt tay chặt chân dùng gác. Chặt tay chặt chặt hai tay hai chân dùng gác rồi. Nếu như là ổng nuôi chó canh chừng nhà cái nó làm Phật lý ổng á là ổng giết. Giờ mình giả bộ mình cầm cây xuống là nằm xuống á. Sợ á, rung á. Thiên khô à. Mà chắc nghĩ là nó đau lắm á. Hôm qua công y xích kìa, nó nặng nó dài lắm, cắt rồi đó. Nhưng mà không có thể nào mở ra được hết trơn á. Quận 8. Chủ nói là đặt tên Boy mà nghe tên Boy tưởng sướng. Vô giờ mình chắc này chắc mình chích thuốc mê chứ mình lấy sức ra. Mà giờ trước tiên là em thấy là mình nên lấy cái cọng dây xích ra. Rồi mình muốn test gì mình test. Giờ trước sau cũng phải lấy ra. Mình giữ được không? Hả? Mình giữ cái được không? Không. Tại ngay cái ngã ba là nó lấy sẽ kẽm, nó siết vô để giữ cái sẹo. Chó nhà em bị viêm đường ruột á, em lấy cho đi. Là nó còn sẽ kẽm á. Sao nó siết vô ngay ngã ba để xích á. Bạn nghĩ là nó hiền á. Tại vì hôm qua, đau á, nó đau á. Đúng rồi. Anh nghĩ chắc chích thuốc mê đi cho nó dễ. Thôi chích thuốc mê cho anh ta. Hôm qua nhà anh cũng có cái kiềm ở đó, anh cắt rồi, con dây nó bự dài lắm. Còn nó xài xuống cổ luôn. Nè, nó có quyển nồi kẽm nè, thấy không? Nè, nhìn nè, quyển nồi kẽm nè. Thấy chưa? Đó. Thấy nồi kẽm không? Bé Boy nè cả nhà, bây giờ chuẩn bị là bác sĩ đang kiếm cách rồi để tháo con dây xích ra đó cả nhà. Dây xích còn lại ra đó. Hôm qua Thi Lê đã cắt ra bớt coi như là gần hết con dây luôn rồi. Nhưng mà đụng đến phần cổ của bé thì bé tự vệ, bé giống như là không có dám đụng vô, sợ bé nó cắn á cả nhà. Bây giờ chỉ có cho bác sĩ can thiệp thôi. Tội nghiệp quá trời luôn cả nhà ơi. Chắc bé đang đau lắm á cả nhà, nhưng mà nó không có biết chia sẻ cùng ai được hết trơn á. Mở ra luôn hả? Mở cái này để lấy cái tay bé ra hả? À, để chích thuốc mê mà. Cái răng đau mượn
Con ngoan nha. Cho mấy cô ấy nha. Đúng rồi, trời ơi. Mình bị vết thương có xíu mà còn sốt nữa, không gì nó. Sốt à? Bé đang sốt hả chị ha? Không, đang khủng. Chích vô chích vô ben luôn mà. Sao mà không sốt? Ví dụ nãy mà cái móc kia cũng không nói. Ấy dọi đèn. Chưa, chưa mà. Đúng rồi, anh ăn. Đang từ mắt. Từ mắt nó xiết vô thịt luôn á. Ghê. Quá nhìn luôn á. Mà cái ông chủ thỉnh bơ nha, cái bình thường không đi chứ. Nó còn tỉnh luôn mà đúng không? Mệt đau tái. Nó đâu có mê đâu. Nó không mê em, giờ nó đòi giảm he á. He thì mắt còn mở chứ. Mắt sao đâu được. Gan thận của nó chưa biết sức khỏe nó như thế nào mà. Cái mình chưa là mê thì thôi để chắc đâu. Chắc mẹ em nhờ. Là chứ không đi luôn. Em,
nói luôn á. Ba cô rồi lại. Giúp giùm em đi. Đau quá. Đau quá luôn. Con đứng nhìn lâu viên thôi. Để chùa mày đi. Cậu có lâu quá không? Mưa hay gì vậy ông? Dũng? Mưa hay gì vậy? Mưa phải không? Mưa rồi phải không? Giờ mình tiến hành tiếp theo mình làm gì nữa chị? Chụp ít quang á hả? Muối có xài đâu chị, cho ngồi xíu được không chị? Được á, em ạ. Hay đâu có ước gì coi, hay dơ cái này vậy? Giữa thơ mâm cái, gấp lại. Thỏi gấp luôn. Vạch hết mà đúng không? Ngày Cara với lại bạn vô không? Rồi, tiếp nha. Chụp bơ ít quan còn gì? Là còn chồng á hả? Không, không phải còn. Boy ngoan nha. Chữa bệnh cho Boy nha. Boy cứ an tâm nha Boy nha. Bà cứu con nha. Hết đau rồi đúng không? Thì bây giờ cái phần vết thương vậy á, thì nó hỏi gì là mình có mai không? Dạ không, cái này là sẽ tạo vệ sinh với chăm sóc chích thuốc và bôi thuốc liền mọc tế bào á. Để cho mọc thịt với lại mọc tế bào lên nó sẽ kéo hơn nhanh. Nếu mà tiến triển tốt thì vết thương của người này là đẹp lắm. Dạ. Dạ. Okay. Các bạn đúng nha. Nhẹ ha Boy ha, nhẹ cổ rồi ha. Sao mà ác quá trời ác luôn, không hiểu nổi. Những mấy chị thấy em cứu những cái cao mà dữ dằn không ạ?
ghê. Đó cả nhà thấy đó, đôi khi con người của mình bị đứt ngón tay tí xíu thôi là mình đã đau rát, mình hành sốt. Muốn chia nhìn con bé chó này mà nó bị chủ nó hành hạ ngược đãi mà coi như là ghê tợn luôn. Có hai con bé chó, một con thì bị chặt tay chặt chân chụp cùng rát cách đây mấy ngày rồi, còn con bé này là coi như là cái chị mà cho ao bé ăn mỗi ngày chị hết chịu nổi rồi, thì chị đã cầu xin năn nỉ người chủ và đã xin bé được, và chị đã gọi điện thoại cầu cứu máy ấm, thì cuối cùng thì chị cũng đã xin được, và Thi Lê đã nhờ cậu Dũng mang bé từ bên quận 8 chở bé về đó cả nhà. Bây giờ bác sĩ đã coi như là tháo dây xích ra và chụp X quang và thử tất cả các bệnh virus, bạch vô, ca rê, bây giờ thử lấy máu thử luôn, và bác sĩ có nói là tiến hành trong vòng điều trị trong vòng 10 ngày vết thương, nếu mà tùy theo cơ địa của bé, nếu mà bé chịu thuốc thì bé sẽ ok trong vòng 10 ngày và bé sẽ hoàn thiện. Mình vệ sinh cho bé xong thì mình có chích giảm đau gì cho bé không hả chị ha? Là bé đang bị sốt hả chị? Là mình chúc mình có chích thuốc hạ sốt luôn không? Rồi. Alo. Rồi. Dạ. Chị ơi thì cái này là mình có đưa tiền trước tạm ứng gì hay không? Nhưng mà xích cái này chứ anh nghĩ chứ cũng xích lâu dài rồi đó, trong thời gian lâu dài nó mới bị.
mình có chích thuốc hạ sốt gì cho bé không chị? Không phải là hụt dư thì nó cái thời gian mà nó bị vậy đó, rồi nó bị lòi lõm thịt mỡ này nọ lòi vậy mà mấy hụt xích nó mất được thịt vô không nghe quá trời. Boy ơi, ở đây nghỉ nha con, ở đây chị bệnh nha, rồi mỗi ngày phải lên phải thăm con nha Boy nha, nghe không? Bắt đầu kể từ đây là coi như là hạnh phúc rồi, cái cổ của mình không còn nặng rồi đau đớn nữa rồi, nghe không? Ở đây nghe lời bác sĩ nha. Mà cái điều quan trọng nè, bà dặn nè là nhớ ăn uống đầy đủ vô nha con nha, nghe không? Nghe Boy nha, coi như là cuộc đời của Boy là coi như là bước sang một cái trang khác rồi. Chủ con nó ác quá, kệ nó đi, mốt nó sẽ hậu quả nó sẽ lãnh thôi. Ngoan không? Cái gì nó tới 500, thí sinh trồng 300, test ra rê ba vô mỗi bạn tới 100, bạn có chụp một tấm X quang để kiểm tra từ cái đến anh tới đâu rồi. Bạn có sử dụng thuốc mê với lại truyền nước hồi sức cho bạn là 500, lưu chuồng chăm sóc bạn là 300 một ngày, phí tạm ứng của bạn là 3 triệu. Sau khi cái hóa đơn này, sau khi bên anh thanh toán xong, bên em sẽ hỗ trợ cho bé 20%. Dạ, yeah, ok. Em gửi chị 3 triệu. Dạ. Yeah. Mấy chị đây cũng gắng cố gắng chăm sóc bé cho em hả chị ha? Mấy chị thôi. Về nha. Thôi, các bạn dễ thương rồi chưa? Này mấy chủ có tắm luôn đó nha. Em nghĩ là khó lắm chị. Nhưng mà... Hả? Là cái gì nè, không có ăn cho ăn luôn. Là cái bà mà mỗi ngày bà đi cho vòng vòng ngoài đường ăn á, bà thấy cột trước nhà phải không, là cái bà cho ăn luôn rồi bà mới sinh đó. Ờ, dây xích đó, đồng qua nó xẹt xẹt kìa, mà nó nặng mà nó dài nữa. Rồi bà về nha, nha Boy nha, mai bà lên bà thăm con sớm nha.